Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 24 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù những cơn mưa đã xuất hiện trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên tình trạng hanh khô tại đây vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua, một đám cháy lớn đã xảy ra trên khu vực đất dự án Sinh Việt, đường Trần Đại Nghĩa và khu vực gần đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh và đội chữa cháy khu vực 1 đã đến hiện trường và tích cực dập lửa. Sau hơn 6 tiếng, đám cháy đã được khống chế, không cho lan vào khu rừng phòng hộ Láng Le, rộng hàng chục hecta gần đó. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Vào lúc chiều tối, những cơn mưa rào và dông có khả năng xuất hiện, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Trong cơn dông, người dân cũng cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở miền Trung, không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông Bắc tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều và chỉ còn tập trung chủ yếu trong ngày 25, sau đó sẽ giảm dần. Từ ngày 27, tại khu vực này trời cũng tương đối mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Trung Bộ, mặc dù mưa cũng xuất hiện nhưng chỉ ở diện vài nơi và nhiệt độ vẫn cao hơn các tỉnh phía Bắc khu vực, phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Đối với các tỉnh thành Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nên những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trên khu vực. Nhiệt độ cao nhất trưa mai dao động từ 26 cho đến 29 độ tại Tây Bắc Bộ và 24 cho đến 27 độ ở Đông Bắc Bộ. Sang ngày 26, mưa giảm về diện vài nơi, trưa chiều trời bắt đầu hửng nắng. Ngày 27, mưa chấm dứt hẳn. Nhiệt độ xu hướng tăng lên mức 29 cho đến 32 độ và 26 cho đến 29 độ. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ ngày 25 cho đến ngày 26 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Ngày 27, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ tăng khoảng 2 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, 2 ngày tới, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Sang ngày tiếp theo, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 29 độ. Đến với khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, 2 ngày tới nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tập trung chủ yếu ở phần phía Nam. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nền nhiệt phổ biến ở mức từ 26 cho đến 29 độ. Sang ngày 27 thì mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ tăng lên mức 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 25 đến ngày 26, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Ngày 27, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong 3 ngày tới phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở phía Nam Tây Nguyên, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sang 2 ngày tiếp theo, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 31 cho đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 31 cho đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, 2 ngày tới, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Sang ngày tiếp theo, đêm và sáng, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 29 độ. Cuối cùng là thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió thịnh hành hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ khoảng cấp 5 có lúc đến cấp 6. Trong khi đó, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thời tiết cũng đang ủng hộ cho hoạt động hàng hải của bà con ngư dân khi trời tạnh ráo và tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin dự báo thời tiết trong 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.